Sáng sớm xuống nhà chị Xuyến, chưa ăn đến gì hết. Thấy chị Xuyến vội vàng đi vô trong bếp, đem ra một cái gì cốc cùng với me sống và một cái keo mắm guốc là thấy ê gắn của nghe cả nhà. Chị Xuyến nói ngày hôm qua có một cái anh đại gia ở bên Lai Dung mua qua cho chị gần 5 kg. Chắc biết chị thèm hay sao mà anh đem qua đó cưng ơi. Dân thì để hiểu được cái câu chuyện sáng nay mà Thanh Liêm muốn chia sẻ, chị Xuyến ngồi ăn hết cái dĩa cốc cùng với mấy trái me và keo mắm guốc như thế nào. Thanh Liêm mời cả nhà hãy theo dõi video sẽ rõ nha. Tới chuyện nghe cả nhà, bữa nay là thánh lúa rồi đó, ăn cốc với me trắng mắm guốc nha đó. Như này thiệt tình, cái nước chấm mẹ ngon lắm em ơi. Tới một chuyện nữa rồi, mắm guốc hả? Mắm guốc mà mắm guốc này không phải như mắm guốc kia gì đó ha, nó làm sao mà mình ăn lặn cái mình ghiền luôn rồi. Có bầu hay gì đây mà ăn đồ bén không trời. Me non cốc non. Ai là tác giả đây? Như thích nào? Mẹ ông Tư trai. Mà về mà chị mà nói có bầu với ổng mà chị ổng mà tin cái chị mới sợ à. Vậy đó hả? Không nói còn gì khác. Ừ, đáp đúng rồi. Số kỳ vậy trang. Chị sống không mấy năm chị biết. Vậy đó ha. Rồi giờ chị cũng mời khán giả anh em chị em trong nước ngoài nước ăn cốc ở xài với chị ha. Trời ơi. Cái mình nghe. Hết dĩa đâu không? Hết dĩa làm được không? Chưa biết. Lai gai ngoài đó. Lai gai ngoài. Quất. Xuyến ăn nghe cả nhà. Trời ơi, chạy nước miếng luôn. Chạy nước miếng không? Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Trời ơi, mày chạy nước miếng, chạy nước miếng. Quá chèn luôn. Chị ăn đó giờ chị chưa biết ghiền, mà này chị ghiền. Ghiền á hả? Mẹ non chấm mắm guốc ha. Thằng ơi, tôi thấy ba ăn mà tôi còn ê hàm luôn. Nước miếng tôi nuốt ọc ọc vậy. Thôi con, đừng ăn con. Ờ, muốn ăn không? Ăn với gì hả? Nhớ, chú quên. Rồi rớt bị kìa. Biết cái này là cái gì không? Cái gì? Cái xài. Tào tào lao. Cái cốc. Cái cốc ông ơi. Không, này là cái cốc. Bỏ chân xuống, bỏ chân xuống. Cái cốc. Thôi, ông nói linh tinh. Bỏ chân xuống rồi. Con bỏ lên bởi nó bắt trước nó bỏ heo đó. Kêu bỏ xuống. Con bỏ xuống hả? Nó không bỏ. Đây. Nè. Cái mà đang muốn chân ăn không vậy? Không, như đang nó ăn nó gọt vỏ, chị để vỏ nè. Ừ, ăn vỏ luôn á. Lụm lên cho mẹ. Mày làm nó ăn mẹ. Nó hổng gớt lần gì không biết chị ăn chị lo mấy bữa không gớt. Lụm đây nữa chị rửa lại. Trời ơi, bỏ túi luôn kìa. Chị lụm ra ăn cho mấy bữa không ăn có họng luôn. Mày thấy chơi với gì chứ lụm lên nó ngộ lắm nó ho. Chấm mắm guốc kìa. Quyền. Ngon quá em ơi. Ừ, ngon đâu, ngon sao đâu. Tôi thấy mày tịch tài. Ừ. Thấy... Ăn mà trong đâu? Mẹ ăn vỏ được luôn cha. Mẹ con mẹ, số 1. Mẹ ăn nguyên vỏ luôn. Chú phê phê này số 1. Mẹ cũng nào. Quá dữ luôn. Mẹ 200 điểm. Hết dĩa này không? Nửa dĩa được. Mẹ ơi. Hết dĩa này tới chiều mới hết. Phật ơi trời. Chị ăn cốc với mẹ trừ cơm nha. Khủng quản thiệt chứ. Con biết nó cũng chua lắm hả? Chua không? Đâu em không, em ăn thử miếng anh lên. Thôi. Ừ, cấm ngon. Ăn cái là bò càng bò niễn luôn nè, bị bò tử không được. Không ăn đi ba chị ơi. Dạ. Quyền ăn được mấy trái nè? 10 trái cái. Ghê vậy. Để chỉnh cho mẹ. Để cho. Đó giờ con thấy cái góc mà tao ngâm luôn hầm cái đuôi heo chưa? Chưa. Mới nghe nữa. Chị mới thấy bà đó ăn mà đuôi heo mà hầm cái góc. Chỉ có nghe đuôi heo là hầm với đậu sen hay là đậu đỏ gì đó. Má ơi, thấy bà ăn là hay cái hầm. Chị nghe bà nói là đuôi heo với cốc này nó không gọt vỏ luôn nghe. Ăn nó chị bệnh tiểu đường gì đó.
Lâu quá chị nhớ không biết phải không nè. Lâu quá chị cũng không nhớ quên. Lâu là bao lâu rồi? Gớt nữa rồi, mấy 20 năm rồi. Rồi bỏ luôn đi. Bỏ đi, gớt dưới đất rồi. Trời ơi, bỏ túi. Gớt xuống hàng anh hôn, hả mẹ bị một bạn rồi. Bỏ tay. Bỏ tay mẹ luôn. Lụm lên bỏ túi liền rồi không? Độc lạ luôn đó quý vị. Xong rồi. Gì? Xong rồi. Xong rồi bỏ còi đi. Rồi đưa mẹ gọt đi. Con chín đúng một trái hay hai trái vậy mẹ? Ừ. Nữa, Như này thiệt tình. Đi chổng cửa liền. Bị lật lắm à, bị lật lắm à. Gọi giùm con đi. Ngon không? Dạ. Tôi hát con ăn nhanh không? Ừ, con giỏi. Ừ, ngon. Ăn nhiều nhiều đi, ăn hết dĩa đó rồi mới hay. Ăn bộ ngủ kìa. Mẹ gọt giùm con đi. Gọt giùm. Sợ bé quá. Để mẹ gọt. Hôm qua con còn nhỏ con sử dụng dao đứt tay một đằng rồi đó. Ừ. Nữa. Trời. Bỏ lên. Họ lấy cây đánh bây giờ. Chở đi vô cái người là chảy máu. Chắc mẹ luôn. Đúng rồi đó. Con bị đứt tay. Cái đứa bé lắm. Con nhỏ nha. Con nhỏ gì nè. Bây giờ con lớn chưa? Chưa lớn, con nhỏ nè. Ăn trái đó nữa thôi nghỉ nghe. Ăn vô hồi sốt ruột vô lớp mệt lắm á. Chàng ơi, xài nữa hả? Ôi ngơi. Ôi này mới có bầu hay gì cháu ơi. Có bầu cái gì mà ăn dữ vậy? Ủa mẹ ơi. Cốc xài me luôn. Chắc con gái của mẹ thích ăn xài gì vậy? Vậy đó hả? Em bé trong bụng thích ăn xài hả? Ừ. Phật ơi. Con có trong dưới tiếng hả? Quyền, em bé của ai? Con chắc em bé của cha. Cha Tư ha. Cái em bé bằng cái mặt của cha chưa con. Vậy đó hả? Giống đó hả? Ừ. Rồi. Vậy là mai mốt cha Tư ra nói cho cha Tư mừng nha. Nói cho Tư có em bé rồi. Ừ. Nhìn nè, nhìn nè. Thôi. Trời ơi. Ừ. Ngon quá em ơi. Ngon quá em ơi. Ủa này anh mà là em ơi. Con là em của mẹ. Nè. Ừ, giỏi. Quá con mấy em cưới. Quá rồi mà. Em. Như, thôi. Chụp không được té đó. Té bỏ đầu không giống hôm qua con á. À, hôm qua như bảo cầm dây anh té bỏ đầu chỗ giọng á. Em ơi Như chơi kỳ Như. Thôi. Thôi, ngồi xuống. Thôi à, không ấm à. Đó. Ôi là trời. Thiệt tình á. Thấy nó liệu ghê không? Nó biết mình chụp nó lại nó bay qua luôn kìa. Giờ rồi mới cởi áo ra. Nhớ sợ con không ai sợ ông đâu. Ừ, con qua con làm việc chứ sợ coi. Ừ. Đi. Như. Mày xỉu mới khè kìa. Chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Mẹ không sao mà bắt cái xài nó chua. Tiếng chịu hết nổi rồi. Để ăn Như làm hồi không còn cũng biết Như mà để nó quậy hồi vậy thì không còn chát. Sợ luôn. Không, tự nhiên ăn mẹ thèm cá lên. Giờ nó sợ kìa. Em biết cá lên đó, kho đó, thì lên cái em bỏ cái này vô. Bỏ mẹ vô ha. Con hay kệ kệ hóa nữa kìa, nói con qua con làm sao cho sợ con coi. Rồi đó, đó thấy chưa? Một hồi dặn. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Tao đánh. Rồi. Đánh mày. Trời ơi, vậy mà nó ăn nữa dĩa.
sốt cuộc lắm á nghe. Mấy tháng rồi chị Xuyến? Mấy tháng rồi? Không biết mấy tháng, chưa biết nhưng mà ăn đồ chua không. Trời ơi, ăn đồ chua không hả? Dạ nó sợ kìa. Trời ơi, tới chuyện luôn rồi. Dạ sợ kìa, sợ kìa. Ừ, ừ. Mẹ có em bé rồi kìa. Ăn mấy ký lô rồi? Sài không 2 kg rồi. Cóc 2 kg, mè 2 kg thì. Trời ơi. 3 kg thì quên. Thì chiều nay ra cho ba cha tư của nó mừng đi. Cha tư mừng gì nè. Ừ. Vui gì á. Nhìn như nè. Ai cái nào nó sợ một lần nữa. Sợ kìa, nữa kìa, nữa kìa, nữa kìa. Ăn quá đi hết nổi hả? Ôi giời, vậy mà đòi ăn nữa dĩa. Ba ăn được ba cái rồi. Ăn thua bé Quyền nữa. Có chồng mẹ thua được con nha. Quá gần. Quá gần rồi. Cái ăn chưa ăn. Cái hũ này nó bán riêng, xài cốc bán riêng, hũ này bán riêng. Ba cái hũ. Ủa mà hỏi sao mà tự nhiên đi mua cốc xài me gì một dĩa để nhà ăn. Chứ còn sao? Không có thèm. Mấy bữa rồi, thèm mấy bữa rồi. Cá chừng 5 ngày 2, 5 chấm à. Là thèm đồ chua dưới hoài đó hả? Ừ. Hiền ơi, tới một chuyện nữa rồi. Ê. Ổi, mấy chị mới ăn hết 5 kg. Hiền ơi. Ký, vậy là xong rồi đó ha. Mẹ thua con ha, con thua mẹ. Ờ, mẹ thua con rồi, con giỏi. Ê, gần quá rồi. Ê, gần quá à. Con chưa đâu ăn. Biết sao chị không để tủ lạnh không? Chào. Để tủ lạnh như với Quyền ăn không được. Vậy đó hả? Mấy đứa nó đang ho, chị đâu cho nó ăn tủ lạnh. Ừ. Rồi xong. Khô. Tới một chuyện luôn. Xiến thèm đồ chua nghe cả nhà. Kho cá bỏ này vô ăn đã. Ha. Cá linh mùa này có lại đó. Tiền ơi, chèn, bây giờ nghe Xuyến nhắc toàn là đồ bén không. Cua biển luộc, tôm, mắm, bây giờ cá linh. Đó. Không tiền kêu niệm lại mua thiếu. Bán niệm bỏ chạy mắc dép luôn. À ổng chứ mấy ông kia ông bán, mấy ông biết chị bán là 4-500. Ơi, tính tối nay ông Tư có chỗ nhúng cho nó im hay gì nè. Ha. Đúng không? Mua nãy đó đâu có ai ngủ còn không ấy mấy đứa mẹ con chị ngủ.